Chào các bạn, nay tôi lại có mặt tại Hà Nội bắt đầu buổi đi săn phôi trinh nữ, để bảo quản phôi không bị hư từ Hà Nội về Đắk Lắk các bạn làm như tôi là ok. Trước khi đi tìm các bạn cần chuẩn bị túi bóng để bỏ phôi trinh nữ. Sau khi khai thác được phôi các bạn bỏ luôn vào túi bóng cho cây không bị mất nước dưới thời tiết nắng nóng 40 độ như ở Hà Nội. Sau khi khai thác về cắt tỉa gọn trà dừa, sạch loại bỏ nấm bệnh. Để cây khô ráo bôi keo liền sẹo các đầu vết cắt vậy là đã xử lý xong. Giờ chỉ đóng thùng mang về Đắk Lắk thôi. Để tránh bị cây khô ta bỏ hết các cây vào túi bóng lớn và cho vào thùng. Xốp, cuộc hành trình ra Hà Nội săn trinh nữ dòng lá lớn hoa tím đã kết thúc. Chuyến đi mất hơn 10 ngày, mong về các em sẽ sống khỏe và phát triển tốt. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hẹn các bạn video tiếp theo. Để biết thêm cách trồng sau khi mang về và cách chăm sóc lên chậu cho em nó bung lụa khoe sắc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.